Xin chào các em. Như vậy là trong tuần trước chúng ta đã hoàn tất xong phần lý thuyết của chương số 3. Chúng ta đã giải quyết mọi vấn đề trong cái chương ánh sáng tuyến tính, từ định nghĩa ánh sáng tuyến tính rồi tìm hiểu các cái vector riêng, giá trị riêng của một cái ánh sáng tuyến tính của một cái ma trận. Rồi chúng ta tìm hiểu cái cách để xác định xem một cái ma trận nó có chéo hóa được hay không. Và nếu chéo hóa được thì chúng ta làm như thế nào? Sau đó thì ở tuần trước có một khoảng thời gian cuối á, tôi có dành để ôn tập cho các em một số bài toán trắc nghiệm để ôn cho cái chương số 3. Thế trong buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn chương cuối cùng là chương số 3 này dưới dạng những bài tập trắc nghiệm để phục vụ cho cái việc mà thi hết môn của chúng ta. Xin mời các em bắt đầu theo dõi. Tuần trước chúng ta đã làm được 4 câu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 5. Câu số 5 có nội dung như sau. Ánh xạ F đi từ R2 vào R2 định bởi Fxy nó là x trừ y, x cộng 2y. Người ta hỏi mình là khẳng định nào sau đây đúng? F là đơn ánh nhưng không phải toàn ánh. Khẳng định B là F toàn ánh nhưng không phải đơn ánh. Ngược lại. Mệnh đề C nói là F không là đơn ánh cũng không phải là toàn ánh luôn. Cái ánh xạ F này không phải đơn ánh cũng không toàn ánh. Khẳng định D là F là song ánh. Như vậy thì chúng ta thấy là qua câu hỏi này. Đọc cái đề là biết người ta đang muốn kiểm tra mình xem á là mình có nhớ cái định lý mà nói lên rằng là cái ánh xạ F lúc nào thì nó có được tính chất này đồng thời có tính chất khác trong các tính chất là đơn ánh, toàn ánh và song ánh. Nếu nó là đơn ánh thì nó có toàn ánh không? Khi nào thì là toàn ánh? Khi nào thì vừa toàn ánh vừa đơn ánh? Khi nào thì là song ánh? Thì các em nhớ lại là trong các tiết học trước thì chúng ta đã có một cái định lý liên quan đến cái việc giải quyết cái vấn đề này. Định lý như sau. Cho ánh xạ tuyến tính F đi từ không gian vector U vào cái không gian vector V. Phần thứ nhất của định lý nói rằng là em muốn chứng minh F là một đơn ánh thì em đi chứng minh cái gì? Các em còn nhớ không nào? Muốn chứng minh F là một đơn ánh thì chúng ta sẽ chứng minh rằng là cái ke F tức là tập hợp tất cả những cái vector x trong không gian U mà F của x là 0 là vector 0 trong không gian V đó nó là phần tử không. Chúng ta phải chứng minh rằng là KF chính là không, là vector không trong trong U. Cái chỗ này là chữ U, thì xin lỗi chỗ này là đánh máy nhầm, chữ U không trong không gian U. Và mệnh đề thứ hai nói rằng là nếu như số chiều của U và số chiều của V bằng nhau thì lúc đó các mệnh đề sau đây tương đương với nhau. Nhớ nhớ là có giả thiết là số chiều của U bằng số chiều của V nha. Thì các mệnh đề sau đây tương đương này. Mệnh đề thứ nhất F là đơn ánh. Mệnh đề thứ hai F là toàn ánh. Mệnh đề thứ ba F là song ánh. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái phần thứ hai á, họ nói rằng là khi mà mình đã có số chiều của U và số chiều của V mà nó bằng nhau á thì lúc đó cái chuyện F là đơn ánh nó cũng giống như toàn ánh song ánh. Nó đơn ánh thì nó cũng là toàn ánh, cũng là song ánh. Nó là toàn ánh thì đương nhiên nó cũng là đơn ánh, cũng là song ánh. Đó. Vậy thì khi mà người ta hỏi mình á, cái ánh xạ F này nè, nó có vừa là cái này vừa là cái kia trong những cái tính chất là đơn ánh, toàn ánh, song ánh hay không? Thì các em phải lưu ý đến cái số chiều của cái không gian vector U và không gian vector V. Nếu mà số chiều nó giống nhau thì em hãy liên tưởng đến cái định lý này để mình giải quyết. Chúng ta trở lại câu hỏi. Ánh xạ F để đi từ R2 vào R2. Như vậy thì không gian vector U ở đây là R2, không gian vector V là R2. Vậy là số chiều của U và số chiều của V bằng nhau bằng 2. Vậy thì nếu số chiều của U, số chiều của V bằng nhau bằng 2 thì cái mệnh đề A nói rằng là nó đơn ánh mà không toàn ánh là sai rồi. Mệnh đề B nói là nó toàn ánh nhưng không là đơn ánh là cũng sai rồi. Bởi vì hồi nãy định lý nói là nếu số chiều nó bằng nhau thì
Đã là đơn ánh thì phải toàn ánh, mà đã là toàn ánh thì phải đơn ánh. Như vậy thì bây giờ nó chỉ còn lại hai khẳng định C và D thôi. Một khẳng định nói rằng là nó không đơn ánh cũng không là toàn ánh. Một khẳng định nó là song ánh. Vậy thì bây giờ mình kiểm tra xem này, cái ánh xạ F này nó có là đơn ánh hay không. Nếu nó là đơn ánh thì do số chiều bằng nhau thì nó cũng là song ánh. Và dựa vào cái định lý số phần 1 của định lý đó, thì muốn kiểm tra xem F có phải là đơn ánh hay không, chúng ta đi tìm cái KF. KF là tập hợp tất cả những cái xi ở trong R2, mà Fxi nó là vector không trong cái R2 phía sau. Bây giờ chúng ta thế cụ thể vào nè. Họ cho Fxi là gì nè? Cho Fxi là x trừ y, x cộng 2y. Như vậy thì Fxi bằng 0 0 có nghĩa là thành phần thứ nhất của hai cái vector này giống nhau. Thành phần thứ hai cũng phải giống nhau. Như vậy là phải có x trừ y bằng 0. Phải có x cộng 2y cũng bằng 0 luôn. Đó, chúng ta có x trừ y bằng 0 và x cộng 2y bằng 0. Thì đến đây chúng ta được một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Chúng ta giải nó ra thôi. Tìm xi. Thì cái này giải rất là dễ. Ra được ngay là x bằng 0 và y bằng 0. Ví dụ như em lấy phương trình ở dưới, em trừ phương trình ở trên đi, mất chữ x nó được là 3y bằng 0. Y bằng 0. Y bằng 0 thế ngược vô đây. Phương trình thứ nhất sẽ có x bằng 0. Rồi. Như vậy là KF nè, mình vừa chứng minh được nó bằng tập hợp tất cả những cái vector có dạng là xi trong không gian R2, mà x bằng 0, y bằng 0 có nghĩa là KF chỉ có một phần tử là 0 0, tức là phần tử 0 trong R2. Đây, KF là phần tử 0 trong R2. Mà nếu như thế này thì đối chiếu lại với lại cái phần 1 của định lý, chúng ta kết luận như thế nào? Chúng ta kết luận rằng là F là đơn ánh. Mà F là đơn ánh, mà số chiều của không gian U và không gian V bằng nhau thì nó đã là đơn ánh thì nó cũng là toàn ánh, cũng là song ánh. Như vậy thì phương án D đúng. Nhắc lại em thấy này, phương án A nói rằng là F là đơn ánh nhưng không phải toàn ánh, sai, bởi vì nếu số chiều bằng nhau thì đã là đơn ánh, phải là toàn ánh. B sai, bởi vì đã là toàn ánh thì phải là đơn ánh nếu như mà số chiều của UV bằng nhau. Còn cái này thì C là sai rồi, bởi vì chúng ta kiểm tra thì chúng ta thấy rằng F này nó là đơn ánh chứ không phải, F không phải là đơn ánh. Chọn phương án D. Chúng ta qua câu số 6. Cho ánh xạ tuyến tính F đi từ R3 vào R3. Họ cho mình F biến cái vector XYZ ở trong R3 thành cái vector là x trừ y cộng z thành phần thứ nhất, rồi x cộng 2z là thành phần thứ hai, z là thành phần thứ ba. Họ yêu cầu mình tìm số chiều của im F, mà im F ở đây chính là F của R3. Cái này là nhắc lại thôi, im F chính là F của R3. Số chiều của cái không gian vector im F này nè là bao nhiêu? Phương án A họ cho là 0. Phương án B là 1. Phương án C là 2 và phương án D là 3. Thế bây giờ muốn tìm số chiều của im F. Im F là một không gian vector. Cái điều này chúng ta đã chứng minh rồi. Im F chính là F của R3. R3 là không gian vector. Ảnh của nó qua một ánh xạ tuyến tính, nó là một không gian vector. Thế muốn tìm số chiều của nó thì có phải là mình phải đi tìm một cái cơ sở của nó không? Bây giờ muốn có cơ sở thì cơ sở là gì nè? Chúng ta nhớ lại trong cái chương không gian vector, một cái hệ vector được gọi là cơ sở của một không gian vector khi mà hệ vector đó nó thỏa hai điều kiện, nó vừa là hệ sinh mà vừa là độc lập tuyến tính. Như vậy thì trước khi mà tìm ra cái cơ sở của IMF thì chúng ta phải tìm ra cái hệ sinh của IMF. Chúng ta lại đối chiếu với một cái định lý đã học ở phía trước rằng là qua một ánh xạ tuyến tính F thì ảnh của một hệ sinh nó là một hệ sinh. Vậy thì bây giờ muốn tìm hệ sinh của FR3 thì chúng ta đi tìm một cái hệ sinh của R3. Trong cái R3 này các em này, mình đi tìm một cái hệ sinh.
thì f của cái hệ sinh này nè, nó là các vector ở trong đây và nó là hệ sinh ra cái fr3 này. Sau đó từ cái hệ sinh của fr3 chúng ta lọc ra cái hệ vector độc lập tuyến tính cực đại thì nó trở thành là cơ sở của fr3, tức là cơ sở của IMF. Chúng ta đếm xem là trong cái cơ sở đó có bao nhiêu vector thì ta kết luận về số chiều của IMF. Đó, các bước làm là như vậy đó. Thế bây giờ bước 1 là chúng ta chọn ra hệ sinh của R3. Thì trong R3 mình chọn ra hệ sinh thì tốt nhất là chọn ngay cơ sở luôn. Mà cơ sở dễ nhất là cơ sở chính tắc. À, tôi lấy M, đây là cơ sở chính tắc của R3. À, chắc các em còn nhớ đây là cơ sở chính tắc của R3, nó gồm có 3 vector có dạng như thế này. Vector thứ nhất thì thành phần thứ nhất là 1, các thành phần khác bằng 0. Vector thứ hai trong cái cơ sở chính tắc đó là thành phần thứ hai nó bằng 1, các thành phần khác bằng 0. Vector thứ ba, thành phần thứ ba là 1, các thành phần khác bằng 0. M là cơ sở của R3. Nó là cơ sở của R3 thì đương nhiên nó là hệ sinh của R3. Vậy thì FM sẽ là hệ sinh ra FR3, tức là sinh ra IMF. Nhắc lại rằng là FXYZ là cho bởi biểu thức như thế này. Thế chúng ta tính F của vector thứ nhất, tìm ảnh của vector thứ hai, tìm ảnh vector thứ ba. Thì cái F100 này nè, F010 và F001 này là ba cái vector mà mình sẽ tính ra đây nè. Nó tạo nên cái hệ sinh của FR3. Bây giờ chúng ta tính cái vector đầu tiên, F của 100 bằng bao nhiêu, thì chúng ta đối chiếu với lại cái công thức thôi. Ở đây x là 1, y là 0 và z là 0. Chúng ta thêm vào đây, chúng ta có x là 1 nè, trừ đi y là trừ đi 0, và cộng với z là cộng với 0. Thành phần thứ hai là x cộng 2z, x là 1, 2 lần z tức là 0, bởi vì z bằng 0. Thành phần thứ ba là z, thì ở đây z bằng 0, cho nên chỗ này ta được số 0. Vậy thì thu gọn lại chúng ta được nè, 1 trừ 0 cộng 0, thành phần thứ nhất là 1. Thành phần thứ hai là 1 cộng 0 tức là 1. Thành phần thứ ba là 0. Làm tương tự như vậy, ta tính f của 0, 1, 0, tức là tính ảnh của cái vector thứ hai qua ảnh xạ f. Thì cũng thế x, thế y, thế z vào, thì chúng ta có như thế này. X là 0, y là 1, z là 0. Đây, x là 0, y là 1, z là 0. Như vậy thì thành phần thứ nhất nó ra trừ 1. Thành phần thứ hai là lấy x cộng 2z, tức là lấy 0 cộng 2 lần 0, thì là 0. Thành phần thứ ba là z, thì z đây, z bằng 0. Đó, tính rất dễ dàng. Ảnh của cái vector thứ ba trong cơ sở chính tắc, tức là f của 001, chúng ta tính ra đó là 121. Nhắc lại rằng là chúng ta vừa tìm được ba cái vector, ảnh của ba cái vector trong cơ sở chính tắc qua ảnh xạ f. Thế ba cái vector này nè, bây giờ nó là cái hệ vector sinh ra fr3, tức là sinh ra IMF đó. M là hệ sinh của R3, cho nên FM là hệ sinh ra cái FR3, tức là cái hệ sinh ra IMF. Bây giờ từ cái hệ sinh này, từ cái hệ vector FM lớn này nè, chúng ta mới tìm ra một cái hệ vector độc lập tuyến tính cực đại. Các em nhớ cái chữ cực đại. Thì nếu tìm ra được cái hệ vector tuyến tính cực đại đó của FM, thì đó chính là cơ sở của cái FR3. Đếm số vector trong đó, biết được cái số chiều IMF. Bây giờ muốn tìm ra vector, hệ vector độc lập tuyến tính cực đại của FM, thì chúng ta gắn cái hệ vector này với một cái ma trận. Đây là cái thủ thuật mà chúng ta làm rất là nhiều trong cái chương số 2 không gian vector. Chúng ta viết ba cái vector này, 110 trừ 100 với 121 này vào cái ma trận A này. Chúng ta thiết lập nó, ma trận A, bằng cách là viết thành dòng cũng được, viết thành cột cũng được. Ở đây tôi viết thành dòng. Vector thứ nhất là 110, là dòng thứ nhất của ma trận A.
Dòng thứ hai là trừ 100. Dòng thứ ba là 121. 121. Cái ma trận A này, này là ma trận liên kết với hệ vector của chúng ta. Theo định lý là nếu chúng ta đưa cái A này về ma trận bậc thang và đếm cái hạng của nó, thì chúng ta sẽ biết được là hạng của A là bao nhiêu, thì biết được là trong cái hệ vector ban đầu của mình, ba vector này nè, nó số vector độc lập tính tính là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ rút ra các cái vector tương ứng để được một cái cơ sở. Như vậy là bước tiếp theo chúng ta sẽ đưa A về ma trận bậc thang. Bây giờ muốn đưa A về bậc thang thì cái ma trận A này chúng ta nên giữ nguyên dòng thứ nhất, giữ nguyên dòng 1. Chúng ta biến cái này thành số 0, biến cái này thành số 0. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy dòng 2 cộng dòng 1, giữ nguyên dòng thứ nhất, lấy dòng 2 cộng dòng 1 thì đây là số 0, 0 cộng 1, kem được chỗ này là số 1, đây là số 0. Để cho cái phần tử đầu tiên này của dòng thứ 3 bằng 0 thì rõ ràng chúng ta phải lấy dòng thứ 3 trừ dòng thứ nhất. Và khi lấy dòng 3 trừ dòng 1 thì 1 trừ 1 chúng ta được là số 0. Lấy 2 trừ 1, vị trí này là 1. Rồi lấy 1 trừ 0, trừ các cái thành vị trí tương ứng với nhau, 1. Thế nhìn vào đây mình thấy làm sao nè? Muốn đưa bậc thang thì hai cái này là hai cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của hai dòng này không thể nằm trên cùng một cột được. Cho nên chúng ta lấy dòng 3 trừ dòng 2, mục đích là để cho cái số 1 này nó bằng 0. Vậy thì chúng ta hãy giữ dòng 1 với dòng 2, biến đổi dòng 3 thôi. Lấy dòng 3 trừ dòng 2, lấy 0 trừ 0, chúng ta được số 0. Vị trí này là 1 trừ 1, chúng ta được số 0. Rồi cái này là 1 trừ 0 thì chúng ta được số 1. Như vậy là sau các cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng như thế này, chúng ta đã đưa được ma trận A về ma trận bậc thang. Đây là ma trận bậc thang. Và nhìn vào đây mình thấy ma trận bậc thang này nó có 3 dòng khác không. Vậy thì chúng ta kết luận hạng của A bậc 3. Phép biến đổi sơ cấp trên dòng không làm thay đổi hạng ma trận. Như vậy là hạng của A chính là hạng ma trận bậc thang và chính là 3. Hạng của A bằng 3 có nghĩa là cái hệ vector Fm của mình nó sẽ có 3 vector độc lập tuyến tính. Mà hồi nãy Fm nó có 3 vector. Nó độc lập tuyến tính. Nó là hệ sinh ra cái FR3 là IMF. Nó độc lập tuyến tính nữa. Như vậy thì cái Fm của mình cũng chính là cái cơ sở của IMF đó các em. Và như vậy là IMF có số chiều là 3 đó. Chúng ta nói như thế này, như vậy là số chiều của IMF là 3. Vậy thì hồi nãy có 4 phương án. Họ cho là số chiều IMF là 0, phương án A. Phương án B số chiều là 1. Phương án C số chiều là 2. Phương án D số chiều là 3. Thì đương nhiên chúng ta chọn phương án D. Cái ví dụ này nhắc chúng ta cái một số cái định lý liên quan đến cái số chiều của một không gian vector con, không gian con của một không gian vector nè. Thì nhắc đến cái định lý rằng là ảnh của một cái hệ sinh nè, qua một ảnh sạch tuyến tính là một hệ sinh nè. Rồi chúng ta lại ôn lại được một số cái thủ thuật để tìm một cái cơ sở của một không gian vector, ôn lại về hạng vân vân. Định lý này ôn trong này khá nhiều kiến thức. Chúng ta qua câu số 7. Cho ánh xạ tuyến tính F đi từ R2 vào R2. Có FXY cho ảnh là 2X cộng 3Y thành phần thứ nhất, X trừ 4Y là thành phần thứ hai. Ma trận của F đối với cơ sở chính tắc là ma trận nào trong các cái ma trận sau đây? Phương án A. Ma trận A, dòng thứ nhất 2, 3, dòng thứ hai 1, trừ 4. Phương án B, ma trận A,
Có dòng thứ nhất là 1 trừ 4, dòng thứ hai là 2, 3. Phương án C, dòng thứ nhất là 2, 1, dòng thứ ba 2 là 3 trừ 4. Và phương án D, ma trận A của cái ánh xạ F này đó là 3 trừ 4, 2, 1. Như vậy thì muốn trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải nhớ lại ma trận của ánh xạ tuyến tính được xác định như thế nào. Thế cách thứ nhất là thế này nè, chúng ta dùng đúng cái định nghĩa. Người ta nói thế này các em nè, một cái ma trận A lớn là cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính F. Nếu như mà cái ma trận A lớn này nè, cái cột thứ nhất của nó là gì? Là tọa độ của cái vector FE1 đối với cơ sở. Tức là trong cái ánh xạ F này nè, mình có một cái cơ sở chính tắc. Đó, E1, E2, E3. Phải giữ thứ tự các nhé. E1 là vector đầu tiên trong cái cơ sở này. E2, E3, E4, v.v. Cụ thể ở đây thì chỉ có hai vector thôi. Đó là E1, E2. Thì E1 nó là 1, 0. E2 là 0, 1. Chắc em còn nhớ ha, tọa độ của hai cái vector trong cơ sở chính tắc đó. Rồi bây giờ mình tính cái FE1 dựa vào cái ánh xạ tuyến tính F. Tính gói FE1 thành phần thứ nhất là gì, thành phần thứ hai là gì. Tương tự như vậy, tính FE2 dựa vào F. Xong rồi có FE1, có FE2. Mình đi đến tọa độ của hai cái vector này nè, FE1, FE2 này nè, đối với cơ sở chính tắc. Tọa độ là bao nhiêu? Sau đó mình mới viết cái tọa độ đó thành dạng cột. Cái tọa độ của FE1 đối với E, nó là cái cột thứ nhất trong A. Và FE2, tọa độ của nó đối với E, là cột thứ hai trong A. Đó là cái định nghĩa của cái ma trận của ánh xạ F đối với một cơ sở nào đó, mà cụ thể ở đây là cơ sở chính tắc. Tuy nhiên, làm như vậy thì nó hơi lâu. Và trong những cái buổi học trước đó, chúng ta có một cái cách để tìm ma trận của F đối với cơ sở chính tắc rất nhanh như sau. Ở đây cách 1 thì chỉ nói thôi, chúng ta không làm. Cách thứ hai là thế này các em nè. Nếu A lớn là ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cơ sở chính tắc, các em nhớ nha, ở đây phải là cơ sở chính tắc mới dùng cách thứ hai này, thì ma trận A này tìm rất nhanh thôi. Đương nhiên là F của mình đi từ R2 vào R2 thì cái A lớn của mình là một cái ma trận vuông có hai dòng và hai cột. Thế dòng thứ nhất của ma trận A nó là gì nè? Các em nhớ không? Đây, chúng ta lấy cái hệ số của X và Y trong cái thành phần thứ nhất của FXY này. Hệ số là 2. Hệ số là 3. Ta lấy hai cái hệ số này nè, ta để vào thành cái dòng thứ nhất. Rồi, dòng thứ hai thì ta lấy hai cái hệ số này, 1 với trừ 4, tức là hệ số của X và hệ số của Y. Đây là 1, đây là trừ 4. Các em thấy cách này rất nhanh. Ta không phải qua nhiều bước giống như cái cách số 1. Tuy nhiên, các em nhớ rằng cách số 2 này là chỉ dùng với cơ sở chính tắc thôi. Chứ còn một cái cơ sở tổng quát nào đó thì các em phải dùng cách 1. Như vậy chúng ta xem lại thử là hồi nãy trong 4 phương án thì phương án nào là cái phương án mà cho mình A là cái này? Thì phương án A là cho mình cái này. Cho nên chúng ta chọn A. Vậy là chúng ta giải quyết xong câu số 7. Câu số 7 là cái câu mà mục đích của nó là ôn lại cho chúng ta cách tìm một cái ma trận của một ánh xạ tuyến tính đối với một cái cơ sở nào đó trong cái không gian vector. Thế ở đây là chúng ta làm với cái cơ sở rất đơn giản, đầu tiên là cơ sở chính tắc. Chúng ta có hai cách làm. Và nếu cơ sở chính tắc thì chúng ta nên làm cách thứ hai. Chúng ta qua câu số 8. Ánh xạ tuyến tính F đi từ R2 vào R2. A lớn, cái ma trận dòng thứ nhất là 1, 3, dòng thứ hai là 1, trừ 4.
Nó là ma trận của F đối với cơ sở chính tắc. Vậy thì FXY bằng bao nhiêu? Họ cho ta 4 phương án. FXY là x cộng y 3x trừ 4y. Phương án B là FXY bằng x trừ 4y x cộng 3y. Phương án C, FXY nó bằng là x cộng 3y x trừ 4y. Và phương án D, FXY bằng 3x trừ 4y x cộng y. À, như vậy là câu số 8. Người ta hỏi ngược lại cái câu số 7. Cái câu số 7 vừa rồi á, là cho ánh xạ tuyến kính F. Biết là FXY nó bằng bao nhiêu đó. Vậy thì từ cái giả thiết đã cho cái ánh xạ tuyến kính F rồi, chúng ta hãy suy ra cái ma trận của ánh xạ tuyến kính F đó đối với cơ sở chính tắc. Còn trong câu số 8 này, chúng ta làm chuyện ngược lại, đó là họ cho chúng ta cái ma trận của phép biến đổi tuyến kính F đối với cơ sở chính tắc. Bắt chúng ta suy ngược ra là FXY cho bởi biểu thức như thế nào. Thế thì chúng ta cũng dùng cái kiến thức mà hồi nãy chúng ta dùng trong cái câu số 7 đó. Đây là A nè. Người ta cho mình á, cái ma trận A này là 1, 3, 1, trừ 4. Thế chúng ta nhớ lại là FXY nè, nó bằng bao nhiêu x, bao nhiêu y ở thành phần thứ nhất. Bao nhiêu x, bao nhiêu y ở thành phần thứ hai. Thì có phải là cái ma trận A này nè, cái dòng thứ nhất của nó, hai con số 1 và 3 này nè, lấy ra từ cái hệ số x và hệ số y ở thành phần thứ nhất này không? Còn cái dòng thứ hai là 1 trừ 4 này, thì số 1 này chính là hệ số của x. Hệ số của x. Trừ 4 là hệ số của y trong thành phần thứ hai. Đó. Như vậy thì thêm 1 vào đây, ta có 1x. Thế 3 vào đây, ta có 3y. Thành phần thứ nhất là x cộng 3y. Thành phần thứ hai là ta có 1x và trừ 4y. À, như vậy thì FXY nào mà cho mình là x cộng 3y, 1x trừ 4y. Thì chúng ta chọn. Vậy thì trong 4 cái phương án này, chúng ta chọn phương án C. Kèm theo kịp không? Câu số 9. Cho ánh xạ tuyến kính F đi từ R2 vào R2. FXY cho bởi biểu thức là 2x cộng 3y x trừ 4y. Họ lấy cái F như hồi nãy trong câu 8. Hỏi rằng là ma trận của ánh xạ F này đối với cơ sở U. Cơ sở U này bây giờ không còn là cơ sở chính tắc nữa. Hai vector của nó là U1, U2 thì U1 là 0, 1, U2 là trừ 1, 0. Nhắc lại các em là nếu là cơ sở chính tắc thì phải là 1, 0 ở vector đầu tiên và 0, 1 của vector thứ hai. Họ cho chúng ta 4 phương án để lựa chọn. Ma trận của F đối với cơ sở U này nè, nó là ma trận thứ nhất là trừ 1, trừ 3, trừ 4, 2. Ma trận thứ hai là trừ 4, trừ 1, trừ 3, 2. Phương án C, ma trận A của chúng ta là trừ 3, 4 ở dòng thứ nhất và 2, trừ 1 ở dòng thứ hai. Phương án D, A là 2 trừ 1 ở dòng thứ nhất và 3 trừ 4 ở dòng thứ hai. Thế thì bây giờ chúng ta không thể dùng cái cách làm trong câu 7, câu 8 được. Bởi vì cơ sở này bây giờ không còn là cơ sở chính tắc nữa. Vậy thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải dùng cái định nghĩa của cái ma trận A là cái ma trận của F đối với cơ sở U bất kỳ. Các bước làm như thế này các em nè. Chúng ta tính F U1. FXY thì bằng chừng này XY. Vậy thì F của U1 là bao nhiêu? Chúng ta tính nó ra. Chúng ta tính F của U2 ra. Có F U2 là bao nhiêu? Xong rồi chúng ta tìm cái tọa độ của vector F U1 và vector F U2 đối với cái cơ sở U này. Đó. Tìm được hai cái tọa độ đó rồi, chúng ta viết tọa độ của F U1 dưới dạng cột là cái cột thứ nhất của A. Và tọa độ của vector FU2 hình dạng cột là cột thứ hai của vector A. Thì chúng ta biết được cái ma trận A
là ma trận nào? Ở đây chúng ta có nè. Đây là cái định nghĩa của cái ma trận A. Câu thứ nhất của nó là gì? Đây. Ảnh tọa độ của FU1 đối với cơ sở U. Câu thứ hai là tọa độ của FU2 đối với cơ sở U. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết FU1 và tính FU2. Với FXY cho trước như thế này thì F của U1 bằng U1 họ cho là 0,1. Vậy thì chúng ta tính nè. F của 0,1 mình thế X là 0 và thế Y là 1. Thì chỗ này chúng ta sẽ có 0 cộng 3. X là 0, 2 lần 0, đây là số 0 này. Y là 1, số 3. Thành phần thứ hai, X là 0 và Y là 1. Như vậy chỗ này mình sẽ có 0 trừ 4. Như vậy chúng ta có cái gì nè? Rút gọn lại thì FU1 thành phần thứ nhất của nó là 3, thành phần thứ hai là trừ 4. Được chưa? Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy cho FU2. Giả thiết cho U2 là trừ 1, 0. Chúng ta tính toán ra. X bây giờ là trừ 1, Y bây giờ là 0. Thế X bằng trừ 1 và Y bằng 0 lên đây. Thì chỗ này sẽ là trừ 2 cộng 0. Trong này là trừ 2. Trừ 2 cộng 0. Rồi chúng ta cũng thế X là trừ 1, Y là 0 vào thành phần thứ hai. Chúng ta sẽ có là trừ 1, trừ đi 0, Y là 0. Thu gọn lại chúng ta được là trừ 2 ở thành phần thứ nhất và trừ 1 ở thành phần thứ hai. Như vậy là chúng ta làm xong bước 1. Bước thứ hai, các em nhớ là mình làm gì không? Bước thứ hai là chúng ta đi tính tọa độ của hai cái vector FU1 và FU2 này. Tính tọa độ hai vector này đối với cơ sở U. Nào. Tức là FU1 nó bằng T lần U1 cộng M lần U2. Tính coi T là bao nhiêu, M là bao nhiêu. Làm hai lần, một lần là tìm tọa độ của FU1 và một lần là tìm tọa độ của FU2. Tuy nhiên nếu mà làm như vậy thì mình phải làm hai bước. Thế bây giờ chúng ta hãy tìm tọa độ của một cái vector có dạng xy bất kỳ ở trong cái không gian R2. Thế từ đó chúng ta mới suy ra tọa độ của FU1, FU2. Tức là chúng ta làm tổng quát trước, rồi chúng ta làm cụ thể cho FU1 và FU2 dựa vào cái tổng quát mà chúng ta mới tính toán xong. Làm như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn, tức là một lần mà được hai chuyện. Như vậy đây nè, xy nè. Tôi muốn tính tọa độ của một cái vector mà có dạng là thành phần thứ nhất là x, thành phần thứ hai là y. Xem thử là tọa độ của nó trong cái cơ sở mà họ cho là cơ sở U đó, nó bằng bao nhiêu. Thì theo định nghĩa tọa độ của vector thì xy, tọa độ của nó đối với cái cơ sở U này, nó có dạng là TM, nó có dạng là một cái ma trận cột như thế này. Và khi mà xy này nè có tọa độ là TM đối với U, điều đó có nghĩa là xy nó bằng gì nè? T lần U1 cộng M lần U2. 0, 1 này là U1 và trừ 1, 0 này là U2. Chúng ta giải cái hệ này ra, chúng ta tính thử xem là T và M bằng bao nhiêu xy. Chúng ta nhân vào nè. Thành phần thứ nhất là T nhân 0 cộng với M trừ 1. Tức là 0 trừ M, như vậy ra trừ M. Thành phần thứ hai là mình lấy T nhân 1 là T nè, cộng với M nhân 0 là 0. Vậy thì thành phần thứ hai là T. Trong không gian vector, hai vector mà có dạng là xy và trừ MT này nó bằng nhau, thì các cái thành phần tương ứng của nó bằng nhau. Từ đó cho mình một cái hệ phương trình là trừ M thì bằng X và T thì bằng Y. Cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta tính coi T là bao nhiêu, M là bao nhiêu theo XY. Thì đây, T bằng Y rồi. Tốt rồi. Trừ M bằng X thì cho chúng ta là M bằng trừ X. Chúng ta mới thế M bằng trừ X và T bằng Y lên đây. Như vậy thì một cái vector mà có dạng là XY trong R2 thì tọa độ của nó đối với
cái cơ sở u cho trước, nó là y trừ x, t là y, t đây là y, m này trừ x đó. À, chúng ta đã làm được một cái chuyện, đó là tìm được tọa độ của một cái vector có dạng x y một cách tổng quát đối với cơ sở u. Cứ lấy một cái vector nào mà cứ thành phần thứ nhất là x, thành phần thứ hai là y, thì đối với cơ sở u tọa độ của nó là, nó là một cái mặt trận cột mà cái đầu tiên nó là y và thành phần thứ hai của nó là trừ x. Vậy thì mình áp dụng điều này để tìm tọa độ của fu1 và fu2. Fu1 hồi nãy mình tính ra là 3 trừ 4. 3 ở đây là x, trừ 4 ở đây là y. Vậy thì đối chiếu với cái tổng quát mà chúng ta vừa làm, thì fu1 tọa độ của nó đối với cơ sở u nó sẽ bằng là, các em xem ha, lấy thành phần thứ hai để vào đây, tức là trừ 4 để vào đây. Đó. Còn dưới này nè, thì mình đổi dấu thành phần thứ nhất, tức là đổi dấu của số 3, trừ 3. Có dễ không nè? Nhờ mình làm cái tổng quát này rồi, cho nên bây giờ áp dụng cái cụ thể này, thì công việc là hết sức đơn giản. Chúng ta tính fu2. Thì fu2 vừa rồi mình tính ra là trừ 2, trừ 1. Vậy thì vector này đối với cơ sở u, nó có dạng là lấy trừ 1, tức là y đó, để vào đây, trừ 1. Dưới này thì đổi dấu của x, tức là số 2. Vậy là chúng ta vừa tìm được tọa độ của fu1 và fu2 đối với cơ sở u. Làm đến đây rồi thì chúng ta sẽ suy ra được ngay cái ma trận cần tìm là ma trận A. Theo định nghĩa thì cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cái cơ sở u, cột thứ nhất của nó là tọa độ của fu1 đối với u, và cột thứ hai của nó chính là tọa độ của fu2 đối với u. Hai tọa độ này chúng ta tìm được rồi. Chúng ta để cái trừ 4, trừ 3 này vào đây nè, là cột thứ nhất nè của A. Chúng ta đem cái trừ 1, 2 này nè, để vào đây nè, là cái cột thứ hai của A. Như vậy là cột thứ nhất của A là trừ 4, trừ 3. Cột thứ hai là trừ 1, 2. À, chúng ta tìm được cái ma trận này rồi. Vậy thì đối chiếu với các cái phương án họ cho mình á, phương án nào mà thì mình chọn phương án đó. À, tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng một cái cách khác để tìm cái ma trận A lớn của phép biến đổi tuyến tính F mà chúng ta không tính thông qua cái định nghĩa. Vừa rồi chúng ta làm như vậy là chúng ta dựa vào cái định nghĩa của ma trận A lớn là ma trận của một phép biến đổi tuyến tính. À, thì chúng ta có một cái định lý dùng tương đối nhanh hơn để tìm cái ma trận A lớn này. Định lý đó nói như thế này. Nếu mình có một cái phép biến đổi tuyến tính F đi từ không gian V vào không gian V, E và U là hai cơ sở của V. Nếu mình gọi A lớn là ma trận của phép biến đổi tuyến tính F đối với cái cơ sở E, mình có hai cơ sở các em nghe. A lớn là ma trận của F đối với E, B lớn là ma trận của F đối với U. Và nếu như mình biết được cái ma trận chuyển từ cơ sở này sang cơ sở kia, ví dụ mình gọi S lớn là ma trận chuyển từ cái cơ sở E sang cơ sở U, thế thì khi đó người ta chứng minh được rằng là B thì nó bằng là S trừ 1 nhân A nhân S. Vậy thì em muốn tìm B, em tìm cái gì nè? Em tìm S. Tìm S. Xong tìm S trừ 1, lấy S trừ 1 nhân A nhân S là xong. Đó. Ví dụ cái này họ cho Fxy bằng 2x cộng 3y, x trừ 4y. Thế thì dựa vào đây nè, mình có phải là tính ngay ra được cái ma trận A lớn là ma trận của F đối với cơ sở chính tắc không? 2, 3, 1, trừ 4. Đó, đây là A lớn ha. Rồi, thế thì U của mình á, họ cho hồi nãy là 0, 1, trừ 1, 0. Thì nếu như mà mình gọi S là ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở U này, thì mình học rồi. Mình chỉ viết cái 0, 1 này nè xuống thành cột. Viết cái trừ 1, 0 này thành cột thứ hai là chúng ta biết được ma trận S. Đó. Có A chưa? Có rồi. Có S chưa? Có rồi. Rồi, có A, có S rồi. Thế thì bây giờ từ S, ta suy ra S trừ 1. Nè, đổi chỗ hai này nè, thì vẫn là 0, 0. Hai số này nè, đổi dấu. À, mình học rồi các em. Trừ 1, 1. Sau đó em làm sao? B chính là S trừ 1 nhân A nhân S. Thì em tính toán nó ra. À, em được như thế này.
chúng ta nhân ba cái ma trận này với nhau thì chúng ta sẽ được kết quả giống hồi nãy, và như vậy chúng ta chọn phương án B. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong cái chương số 3, cũng đồng nghĩa là chúng ta đã hoàn tất xong cái chương toàn bộ cái phần đại số tuyến tính. Thế thì đại số tuyến tính mà được học trong cái năm thứ nhất thì có trường thì sẽ học thêm cái dạng song tuyến tính, dạng toàn phương, còn có một số trường thì chúng ta ngừng ở đây. Trong thời gian vừa qua thì tôi đã gần như cung cấp khá đầy đủ cho các em tất cả những cái định nghĩa, những cái định lý cơ bản của từng cái mảng kiến thức ở cả ba chương, và hy vọng rằng là đã giúp được các em một cái phần nào đó trong cái việc học bộ môn đại số tuyến tính. Và rất hy vọng là sẽ gặp, còn gặp lại các em trong một cái chương trình khác nào đó sẽ được thực hiện trên cái kênh HTV4 này. Chúc các em học tốt. Một lần nữa xin thân ái chào các em.